1001 câu chuyện. Hello, xin chào các bạn nhỏ thân yêu. Ngày hôm nay chị có những cái tấm sticker động vật nó nổi lên, có kim tím nữa, rất là lấp lánh như thế này. Chị có 3 tấm luôn. Tấm này thì là động vật ở dưới biển nè, tấm này thì là động vật ở trên bờ, trên núi. Nói chung là rất là xinh và nó tí hon. Giá thì chỉ có 4.000 thôi, rất là rẻ luôn. Nhưng mà chúng ta sẽ làm được rất là nhiều việc. Ví dụ như chị có một cái điện thoại này nha, nhưng mà chị sợ nó bị trầy xước á, thì chị sẽ dán nó một con voi ở đây, rồi một con hươu ở đây, thêm một bé bạch tuộc nữa cho ở đây, như thế này rất là xinh luôn. Đây các bạn xem nè, nó nổi lên nhìn rất là đẹp. Khi mà mình ụp nó xuống như thế này, không sợ nó sẽ bị trầy cái màn hình nha. Tiếp theo, ví dụ như chúng ta muốn trang trí cho cái cây thước này, hay các thước mà các bạn vẫn học nè, nó khá là đơn giản, chỉ có một bảng poly lấp lánh ở đầu trên thôi. Đó, bây giờ chúng ta muốn có thêm bảng lấp lánh ở đây, chị sẽ chọn đó là một bảng cá hồng đi. Đó, cho bạn này dán vào trên đây, thêm một bảng nữa dán vào bên đây, đây nè. Siêu lấp lánh dễ thương đúng không? Bây giờ cái thước của chị đã xinh hơn rồi. Tiếp theo thì chị có một cái quyển sổ slang nè các bạn. Đó, thì yêu miệng. Quyển sổ khá là xinh như thế này. Đó, nhưng mà chị vẫn muốn trang trí thêm. Và yeah, đã có sticker 4.000 siêu đẹp này. Chị sẽ dán một bạn hươu ở trên đây. Ha, dễ thương không? Một con bé rắn nè, vô trong cái vương miệng này luôn. Sau đó, quyển sổ này chị sẽ cho một em chim. Rồi chị có thể là sẽ trang trí thêm cho những cái tờ giấy như là một con chó con. Đẹp không? Đây nhìn gần này các bạn thấy quá xinh luôn ha. Yeah, một con chim. Rồi đến là con chó con. Tiếp theo thì các bạn có biết đây là cái gì không? Đây chính là kính chắn giọt bắn mùa COVID. Các bạn mà đi học á, trong mùa COVID á, thì rất cần có cái kính này nè để bảo vệ chúng ta nha. Đây, chị mua 40.000 ở shop FGB đó. Nó trong suốt hết luôn. Và nó có cái quai này nè, mình sẽ rất là dễ đeo luôn. Tuy nhiên nó trơn quá thì cũng hỏng đẹp. Wow, đã có sticker này rồi. Chị sẽ cho một bé hổ nha. Đó, một bạn hổ luôn. Đứng ở đây. Đây nè, hay là mình sẽ dán ở cái gốc đi nha. Đây, một con hổ. Cô Vi mà đến con hổ sẽ cắn con Cô Vi liền. Quá dễ thương. Chúng ta vẫn có thể trang trí thêm nè, bướm con, rồi là hạt, rùa, gấu, gỗ văn, gà và cả sóc. Sau đó thì thêm một bạn này nữa ở đây. Haha, như vậy là chị đã có được một cái kính chắn giọt bắn mùa COVID này, hết sức là đẹp luôn. Và xịt tin, không ai dễ thương bằng. Rất là đẹp. Còn đây là cái gì các bạn nhìn ra không? Đó là một cái bảng trắng nè, để chúng ta có thể vẽ và học. Nhìn nó đơn giản như thế này cũng khá là chán. Ta-da, chị đã có cái sticker này nè, rất là nổi, hình biển cả, phù hợp với màu xanh ở đây. Và chị sẽ dán lên, giống như là những chú cá đang bơi ở trên đây vậy đó các bạn ơi. Bây giờ thì nhìn cái bảng của chúng ta, nó đã xinh xắn hơn rồi đúng không nào? Có bao nhiêu chị sẽ dán lên hết luôn. Đó, đẹp không? Đây nè, những bạn cá đang bơi ở trên cái bảng của chị nè. Còn ở bên đây bảng màu đen, nhưng cái viền của nó màu xanh. Các bạn cũng có thể trang trí những bạn động vật ở trong rừng, hoặc là những bạn động vật ở biển. Mẫu nào cũng đẹp. Thậm chí chỉ có một cái remote TV máy lạnh cũ á, không có đẹp chút nào hết. Nhưng mà hả, chị cũng dán cho nó một em bạch tuộc lên. Đó, nhìn nó đã xinh lên rồi. Thêm một con cá nữa nè, và một con cá heo nữa. Ôi, bây giờ nhìn cái remote máy lạnh của chị, nó đã xinh xắn đáng yêu hơn rồi. Yeah, và quan trọng nhất, còn có thể giúp các bạn tạo nên câu chuyện về nông trại. Và giống như là game nông trại vậy, chúng ta sẽ cần có một bạn chủ của nông trại nha. Và rất là đơn giản, các bạn chỉ cần tìm trong nhà xem còn một bảng sticker nào sót lại dễ thương không. Và đây nè, một tấm sticker cũ với một cô gái thắt bính hai cột tóc hai chùm màu tím rất là dễ thương. Chị đã quyết định chọn cô ấy sẽ là chủ của nông trại này. Và đây, chị đã chuẩn bị đồ cho cô ấy nha. Đầu tiên thì cô ấy sẽ
biết nơ. Cho nó xinh xắn làm vườn cũng phải xinh nha. Sao rồi mang giày vô. Nhưng mà khi nào mà trời nắng lên á thì cô ấy sẽ đội nón lên như thế này. Còn do bây giờ là trời mát thì sẽ không đội nón. Và bây giờ xin mời các bạn cùng đến với nông trại của mình nha. Và đây là bãi đất trống của nhà mình nè. Xin mời các bạn hãy cùng với mình tạo nên một cái nông trại rất là dễ thương nha. Chúng ta cùng bắt đầu. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vẽ căn nhà của cô gái nha. Hai bên là hai cái nấm. Thật ra nó là hai cái nhà kho đó các bạn. À, một cái nấm lớn. Rồi. Bây giờ các bạn hãy cùng với mình để tạo nên những cái chuồng để nuôi những bạn động vật nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có cái chuồng để nuôi các bạn động vật nhỏ nha. Và ở bên đây á thì chuồng nhỏ của chúng ta sẽ xây một cái hồ rất là lớn luôn. Sẽ bỏ nước vô nha. Bỏ nước là tô màu xanh đó các bạn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bỏ tất cả những em động vật dễ thương này vào trong chuồng để nuôi nha. Nhưng mà trước khi bỏ vào á, các bạn giờ này chị đã sắp xếp theo từng loại hết rồi để cho chúng ta dễ bỏ vào. Đầu tiên sẽ là ba bạn này, chị đố các bạn đây là bạn gì? Rất là dễ thương nha, vào trong chuồng nào các em. Tiếp đến là ba em thỏ. Vào trong chuồng, a hi hi, rất là vui. Wow, còn có những bạn nhím nè, rất là gai góc luôn. Nhím sẽ ở đây nha, nhím ơi. Cục ta cục tác, ủa nà, ủa niệm. Hai bạn này rất thân thiện với mọi người luôn. Đó chính là heo và gà. Wow, còn bây giờ cô chủ của chúng ta còn nuôi cả những bạn động vật hoang dã ở trong rừng, động vật quý hiếm đó các bạn. Trời ơi, hươu cao cổ nè. Những bạn động vật quý hiếm này á là chúng ta không có được nuôi đâu, chỉ trong chuyện tích cơ thì cô chủ của chúng ta mới được nuôi đó. Trời ơi, có em đàn lạc đà này, có bú nữa nè, lạc đà này là sống ở sa mạc. Xin mời em vào chuồng nha em. Tiếp đến là ngựa vàng và voi. Xuống voi con. À đây, trời ơi, nhìn thấy là các bạn sợ không? Như cả cọp này, con beo á, và con hà mã. Tiếp theo chúng ta sẽ qua hồ cá. Chị cũng đã phân ra cá lớn, rồi cá sấu, rồi đến những bạn cá nhỏ. Cái hồ nhỏ này nè thì mình sẽ nuôi những bạn cá con, cá kiển nha. Bạch tuộc rồi đó các bạn. Bởi vì các bạn này ở với nhau thì thường không có cánh lộn. Bạn này rất là hiền luôn, nuôi đầy hết luôn. Cá đuối nè, cá ngựa nè, mấy con này là cá dĩa nè, rồi có cả cá con, sao biển nè, con sò nè. Cây san hô nha. Còn một cây san hô thì chị sẽ bỏ trong cái hồ lớn. Và bên đây, ôi, cái hồ này sẽ nuôi toàn những bạn cá lớn, cá độc á, cá nóc nè, rùa nè. Bạn rùa hiền nhưng mà có cái mai không ai ăn hết được. Có cả cá heo hiền lành nè, cá voi nè. Đó, và có mấy bạn rắn nước nữa nha. Tuy là mấy bạn này độc nhưng mà mấy bạn này nhỏ hơn, nó sẽ không ăn hết được cá voi với là những bạn cá kia đâu. Và có một con cá sấu ở dưới đáy hồ. Hey. Như vậy là mình đã tạo xong những cái hồ và những cái chuồng để nuôi các bạn động vật rồi. Bây giờ thì mình phải trồng thêm hoa cây kiển để trang trí cho cái nông trại của mình càng ngày càng đẹp, đúng không mọi người? Nào, chúng ta cùng trồng thêm cây trái rau củ nha. Trước cửa nhà cô ấy trồng rất là nhiều củ cà rốt nha. À, các bạn cứ vẽ như thế này. Và trên mỗi củ thì sẽ có cái lá như thế này các bạn. Còn nửa củ thì nó ở dưới đất nha. Và trước cửa nhà thì cô ấy trồng rất là nhiều bông hoa nha các bạn. Và cô ấy thích màu cam hay sao á, ấy nổi những bông hoa
thì cũng màu cà rốt luôn. Yeah, có cây cối lên nhìn căn nhà của mình nó đã xinh tươi hơn rồi. Thôi, mình đã có rất là nhiều bạn cá, rồi động vật nữa, nhưng mà mình vẫn còn thích những bạn ở xứ Bắc Cực như chim cánh cụt và gấu. Gấu Bắc Cực đó các bạn. Các bạn có thích những bạn đó không? Chắc là mình sẽ làm một cái núi tuyết để nuôi những bạn đó luôn. Đây là bên đây, cô ấy tạo một cái núi tuyết luôn mấy bạn. Cô ấy rất là yêu động vật nha. Những bông hoa tuyết nè, tuyết nó lạnh lắm cho nên là nó trắng trắng và nó xanh xanh như này. Các bạn không cần phải vẽ xanh hết, chỉ vẽ một chút xíu thôi. Ừ, nhìn nó rất là lạnh luôn. Thang thang, và đây là gia đình của chim cánh cụt và một bạn gấu Bắc Cực trắng tinh. Xin mời các bạn sẽ vào đây ở và các bạn có thể leo xuống để bắt cá ăn nha. Và chúng ta vẫn còn chó nè, những mẹ sóc, chim đồ nữa, một con rắn nữa. Và nhanh chóng cô gái tạo theo ở đây một cái ao nha các bạn. Ao cô ấy trồng ở đây là những cái bụi môn, trong ao thì lại còn có là những cái lục bình nha các bạn ơi. Các bạn biết hoa lục bình không? Hoa lục bình thì màu tím tím nha. Và nước ở dưới ao thì nó sẽ có màu nâu nâu nè các bạn. Rồi cũng hơi xanh xanh nè, màu sình á, hơi nâu nâu, rồi hơi xanh xanh, rồi cũng hơi xanh xanh lá nữa, giống như là rêu á. Đủ màu hết, cỏ mọc ven cái ao nha. Và đây chính là bé ếch và bé ốc sên. Hai bé này sẽ sống ở trong cái ao nha các bạn. Ốc sên làm vườn thấy vậy mà cực lắm nha các bạn. Vừa cho các bạn này ăn uống nè. Trời ơi sao bé này đi ra ngoài rồi, bé lạc đà. Em đi vô trong nè. Đó, rồi đó hả. Trời ơi, bạn nhím này là đi theo mình nữa. Đâu rồi, đây nè. Bắt được rồi, bỏ vô trong chuồng rồi nha. Rồi cho các bạn này ăn. Cực lắm luôn á. Nhưng mà mình rất là thích. Bây giờ mình còn phải trồng cây to để nuôi chim nữa. Vậy là cô ấy lại tiếp tục trồng cây các bạn ơi. Cực lắm nha. Những cái cây nó phải to như thế này cho chim nó có chỗ nó đậu. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu nuôi những bạn chim, bạn sóc và bạn hạc ở trên cây. Wow, trời ơi một cái nông trại thật là tuyệt vời. Quá trời luôn nè nha. Chim bay nè, sóc đậu ở trên nóc nhà nữa nè các bạn. Một con hồng hạc thì nó đứng ở trước cửa nó chơi với cô ấy luôn. Thôi bây giờ nội mà cho cá ăn nè, xong rồi quay qua cho mấy bạn này ăn nè, rồi đến mấy bạn này nữa. Thôi mình không có thời gian coi nhà cửa luôn á, sợ ăn trộm quá à. Mà cũng không có ai làm thân với mình hết. Chắc chắn mình phải nuôi thêm những bạn cá con rồi để nó sủa giữ nhà, và cả một con mèo để bắt chuột. Thêm thêm vào đây nha. Một con chó nè, hai con chó nè, và một con mèo. Miêu miêu miêu. Đó. Các bạn cùng nhìn lại nha, nông trại của bạn ấy này nha. Có cá lớn, cá nhỏ, có củ cà rốt, có cô chủ xinh đẹp. Và bên đây, trời ơi, heo, gà, nhím, thỏ, đầy đủ hết luôn. Hoa nè, rồi có bạc hà, có ốc sên, có ếch. Wow, ở trên đây thì cây cối lớn, chim chóc, nhà cửa, chó mèo. Thích nhất là cái núi tuyết này luôn. Quá tuyệt vời đúng không mọi người? Mọi người có thích một nông trại như thế này không? Và một hôm nọ, có một con trăng màu đỏ rất là độc luôn. Nó bò vòng vòng từ cái cây, rồi nó bò vòng vòng. Chim đầu kêu quá trời luôn. Sau đó nó sợ quá, nó leo lên cái cây. Ủa? Tại sao bữa nay chim chóc lại kêu sùm hết vậy ta? Nè các em ngoan ngoan nha, chị sẽ làm đồ ăn cho các em liền. Ủa mà mới cho ăn đây sao mà đói được cơ chứ. Cá cũng vậy nữa. Có một con gì lạ vô trong đây rồi. Mình sẽ đi tìm xem. Xứ sở tuyết thì chắc ít con nào ở được. Trời ơi thấy rồi nè. Một con trăng đỏ. Em đi lạc vào đây à? Không ai chơi với em à? Em đừng bò lung tung, mọi người sẽ sợ em đó. Và sau khi nói chuyện một hồi, em trăng cũng đã thương cô chủ luôn và quyết định về đây ở với cô gái và trở thành một đôi bạn thân luôn. Em đói bụng quá chị ơi. Các bạn ấy sống chung với cô chủ riết cũng trở nên rất là hiền lành luôn. Thôi tới giờ rồi, mình phải đi lấy thức ăn cho các bạn đấy. Bạn đó thôi yên lặng nha, chị sẽ lấy thức ăn cho tất cả các em. Wow, càng ngày càng lớn nhìn càng dễ thương. Thì cực nhưng mà rất là vui luôn. Thú vị gì cơ chứ. Ba cái con này thấy ghê muốn chết luôn hả. Làm ơn dời nhà đi chỗ khác giùm tôi đi nha, tôi không có ưa rồi đó. Gì đâu mà chim kêu rồi dưỡng hú rồi cá rồi, ôi trời ơi ồn ào hết sức luôn á nha. Tôi muốn được yên tĩnh. Cô làm ơn, cô hãy giết thịt mấy con này hết đi, mừng ăn thịt hết cho tôi đi. Còn không á thì dọn nhà đi chỗ khác đi. Dạ chị thông cảm giùm em nha. Thì
mấy bạn nó kêu một chút xíu, em cho ăn là mấy bạn nó im liền hà, mấy bạn rất là ngoan luôn á. Ngoan cái gì mà ngoan, trời ơi tôi không hiểu cô làm sao luôn á. Nuôi chi mà cho nó tốn tiền nè, tốn công nè, nào là phải mua thức ăn cho tụi nó ăn nè, xong rồi còn phải dọn dẹp đồ các kiểu nữa hà, bằng thịt đi nhớ không. Là chết không được đâu, em nuôi các bạn ấy vì tình thương đó, em không thể nào mà ăn thịt các bạn ấy hết được đâu. Xí, thương cái gì mà thương, thương rồi lấy cái gì mà nuôi tụi nó hả, cô nói tôi nghe. Dạ thì em trồng hoa nè, rồi em trồng củ cải nè, em mua thức ăn, nhưng mà các bạn ấy cũng không có ăn nhiều. Em chỉ cần lấy nước ở hồ cá nè, em tưới cho những cây rau là nó sẽ rất là tốt luôn. Và em lấy phân chuồng của các bạn này nè, em bón phân, cây nó mau lớn. Rồi em bán củ cải, củ cà rốt, em bán rau có tiền, em mua thức ăn, em nuôi mấy bạn ấy. Khi nào các bạn ấy khỏe mạnh, em sẽ thả ra biển cả hoặc là thả về rừng thiên nhiên để cho các bạn ấy sống một cuộc sống thật là thoải mái. Thật ra những bạn động vật này là những bạn bị thương ở trong rừng mà không ai nuôi hết, cho nên em bắt về em nuôi đó. Trời ơi tốt quá con ngài á, đã ăn thịt cô đấy cô biết không. Mà nó túm lại á, là cô muốn ở đây á thì cô đuổi hết mấy con này đi, tôi không có thích động vật, cô làm ơn đuổi nó đi. Và do cô gái này quá ồn ào la lối sùm hết thì ở trong đây con cọp nó cũng dữ lên, rồi con hươu nè, con gì nó cũng gầm lên rất là đáng sợ luôn. Đặc biệt là con trăng nè, ở trên người của cô chủ nè, bắt đầu nó bay lại đây. Trời ơi bây giờ tính thả rắn cắn tôi hả, tính thả rắn cắn tôi hả. Đó, như vậy là đáng đời chưa. Suốt ngày hà những cái bạn động vật này á đâu có làm hại gì cô đó đâu, mà cô đó cứ đòi ăn thịt và đuổi đi riết à. Theo các bạn thì cô gái đó có đúng không, chị có nên thả hết những cái bạn động vật này đi không, và ăn thịt tụi nó hết không? Tội nghiệp lắm nha, bạn ấy đang bị thương, chị nuôi xong chị thả về rừng và về biển đó. Còn mình muốn ăn á thì mình ra chợ mình mua mình ăn, chứ chị đã nuôi rồi á, chị thương lắm, chị ăn không được. Có bạn nào giống chị không nè? Trời ơi, xạo dễ sợ luôn đúng không mọi người? Mọi người hãy like cho tôi đi nha, sống là phải thực tế như tôi, nuôi thì phải ăn. Trời ơi, ở đó là giả bộ, nuôi đi, phải ăn chứ, không ăn là tiền đâu mà nuôi hoài. Trời ơi, rồi có mấy cái con mà nó hung dữ như thế này nè, nuôi hả, có ngày nó sổng chuồng ra, nó cắn cho, rồi đừng có khóc làm sao á. Ôi, nghĩ sao mà lại nuôi ở cái chỗ như thế này, tôi sẽ đi báo chính quyền tới đây để bắt cô cho cô biết. Mọi người hãy ủng hộ cho tôi nha, không thể nào nuôi động vật hoang dã và những cái loại cá quý hiếm ở đây được, phải trả gì cho nhà nước mới được. Hãy đợi đấy, cô sẽ bị bắt thôi. Các bạn hãy bấm like cho tôi nha. Còn video đến đây là kết thúc rồi, hẹn gặp lại ở video sau nha. Nếu các bạn thấy thích video này thì đừng quên bấm like và đăng ký thành viên cho kênh 1001 câu chuyện nha. Còn muốn mua những cái sticker dễ thương cũng như là những cái nón nè, nón cái kính chống giọt bắn COVID, rồi sổ, rồi thước, rồi bảng, thì tất cả những cái này đều được mua ở bên shop BabTV. Bạn nào muốn mua thì hãy nhớ 0937899707 nha. Các bạn có yêu câu chuyện ngày hôm nay không, và có thích cái cách mà chị tạo nên một cái nông trại dễ thương như thế này không nè? Bye bye. Chúc các bạn sẽ tạo nên nhiều nông trại đẹp hơn như thế này nữa nha.